Người sẽ không bao giờ hiểu được. Ta cần có viên đá ấy. Ta cần sức mạnh ấy. Darcy vừa hét vừa dội trường lực vào Florentino, mong rằng nó đủ sức để cản lại vị huynh đệ của mình. Nhưng Florentino thì quá nhanh, mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Và giờ thì Darcy đang chờ đợi sự khoan nhượng từ những giám sát viên. Nhưng tại sao Darcy và Florentino lại bất hòa? Đây là vũ trụ 146, nơi Darcy là đô đốc tinh hệ của tổng lãnh General cao quý. Nhưng trong một đại chiến, Darcy trọng thương và đá tinh hệ trong não anh bị hư hại. Trong cơn hôn mê, Darcy nhìn thấy những hình ảnh về mình và những người bạn thời ấu thơ. Florentino cũng ở đó, nhưng anh không nhớ nổi đây là đâu và đây là lúc nào. Và rồi anh nhìn thấy những cỗ máy, những pháp thuật đã tước đi gia đình anh, bạn bè anh và cả linh hồn anh. Đây là sự thật hay mơ tưởng? Darcy giật mình tỉnh dậy trong sự hoang mang. Cách duy nhất để Darcy tìm lại những góc khuất trong mình là pháp lực của Daniel. Darcy tiến tới phòng chứa viên đá tinh hệ, trung tâm sức mạnh của Daniel để lấy sức mạnh từ nó. Nhưng sử dụng sức mạnh này là trái phép, là sự phản bội lại tổng lãnh. Và vì thế, Darcy phải đối mặt với Florentino, người đang đứng cạnh viên đá tinh hệ. Và với một trường lực khổng lồ, Darcy bắn thẳng vào Florentino. Ngài giám sát viên sử dụng tốc độ siêu thanh của mình ngay lập tức xuất hiện ngay sau lưng Darcy với lưỡi kiếm kề cổ. Nhưng đó chỉ là đòn đánh lạc hướng. Darcy không ngắm vào Florentino, anh ngắm vào bình chứa viên đá tinh hệ của Daniel. Cú sốc của viên đá khiến mọi tín hiệu trên mắt của các thiên đinh bị ngắt quãng. Florentino gục ngã khi nhớ lại mọi chuyện rằng anh bị bắt cóc, bị biến thành thứ công cụ quỷ quyệt của Daniel. Ông đã tạo ra hệ thống bảo vệ cực kỳ tinh vi, gắn các thiết bị theo dõi vào mắt của mọi chiến binh và xóa ký ức của họ để không ai có thể giấu ông bất cứ bí mật nào, phòng tránh được những âm mưu tạo phản. Hai người chiến hữu kéo nhau dậy, cùng mỉm cười vì giờ họ đã tự do. Nhưng niềm vui tới quá sớm. Trước mặt họ không phải là tương lai mà là cơn ác mộng. Daniel đã đứng sẵn đó, chuẩn bị kết liễu hai kẻ phản bội này. Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.